Rồi, chào các bạn nha. Bữa nay Út Thu làm món chuối chiên. Bữa đó tự nhiên thèm chú thấy chuối á, thèm nhớ lại món chuối chiên. Chiên chuối á, là chuối chiên á. Út Thu quắn cái đầu. Đó, mày bị tao dìm hàng. Mình cố ý mình dìm hàng đó các bạn, để nó quắn cái đầu đó, mình quay luôn. Không nhắc em Nhất dễ không chi lâu lâu có cơ hội dìm hàng này mà. thiệt dễ không thiệt. Giờ táo bột ra cho nó mịn mịn. Bột này sáng Út Thu đi chợ mà. Bột cái chiên này là bột pha, người ta pha sẵn cho mình luôn. Bột chút viên khác hơn bột thường không? Nó pha sẵn rồi phải không? Pha. Cái này bột gạo với thịt gì á, nhưng mà người ta pha lại thấy có màu nâu nâu không? Nó có dạng có thêm cái cho nó nở gì nữa đó. Đây là nải chuối chiên nè, nải chuối nè, sáng thu mua nè. Chuối chiên thì mình thường mình chơi, chiên bằng chuối xiêm. Giờ thu đang pha bột. Để từ từ để cho nó lỏng nha. Mình làm sao làm đó, chiên sao mà pha bột lỏng lè thôi khỏi chiên luôn. Em chế từ từ đấy. Rồi sao tao sẽ quảng cáo tai nghề của mày. Mình gì khoái dìm hàng lắm mày ơi, có cơ hội là mình cứ thơ cứ dìm thôi. Có làm ăn xứng đáng. Pha bộ này quan trọng nhất cái bạn lường nước á, lường nước nhiều quá là nhão là thôi thua luôn. Hồi xưa nhà mình trồng chuối xiêm nhiều lắm, nhưng giờ đa số mẹ mình đã trồng chuối già. Chuối xiêm sáng chợ sáng mình nãy chuối bao nhiêu thôi? 10.000. 10.000, 10.000. Mười chuối xiêm chín này. 10.000 một nải. Chính vậy là mình chiên ăn ngon rồi. 10.000 nải, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 trái. Mà thường một miếng chuối chiên là nửa trái mà phải không? Nó có chỗ bán. Đúng rồi, có nửa trái à. Thấy thường thường Có nửa nửa trái trái à. à. Có hồi chiên chuối già nữa. Tại tao chiên gia ăn chuối chiên mà tao biết mà. Một trái là được 2 miếng. Miếng giờ nhiêu ta? Lâu quá em không Miếng vậy chắc khoảng 50.000 á. 5.000. 5.000 à. Với chuối mà chuối chiên mà bạn, mình thích ăn chuối chiên với cái chuối mà nướng các bạn. Nướng mà nó quắn vô Bột nếp gì với phải bột không? nếp á. Trời À, ơi, ngon nhất nách. với nướng. Chuối Nướng nướng á. Quắn vô à. lá chuối bắt đầu mình nướng. Rồi lâu quá không có làm mà món bánh mà vậy, bữa nay kêu Thu làm món chuối chiên luôn, sẵn đang thèm rồi. À, có video quay luôn đó một thôi. Quay từ từ để thôi nó lỏng là chết luôn. Gì đâu lỏng mất quá, chỉ mày bả xương thôi chứ có gì Ê, đâu. còn bột kìa. Mình nói vậy thôi chứ bột còn để bên hông nè các bạn, mình để mình hờ á, những khi lỏng quá mình thêm vô là vừa. Gia phong chuyên nghiệp. Tại tay nghề khu rất là cao thủ cao siêu nên phải làm vậy đó. Bột nó có để màu gì đâu không thôi ha, thấy nó Màu nâu ngà hồi ngà ra đó, nãy nó đâu phải như á. bột Có trắng màu thường đâu. nâu hồi nãy á. Màu nâu nâu đó Nhưng mà không phải màu đâu, bột gì á. thì cái bột gì đó mình, nếu bột gạo thường bột gạo nguyên chất là của nó không là trắng bóc mà. Có hột gạo nữa, mấy hột mà ha. Cứng cứng như hột gạo nè. Bột gạo á. Cứng cứng bột gạo đó, thì nó màu nâu nâu. Cái bột này nâu nâu như giống một nếp quá mày. Thơm. Thơm phức à, bột nếp á. Bột gạo Phải không, mình cũng không rành. đi vô chợ mua là người ta sẽ pha sẵn cho mình luôn. Rồi vậy thôi, hồi chuẩn bị đầu là nó Chứ khu bỏ đường vô. bỏ chuối vô chiên, mình sẽ quay tiếp. Bỏ miếng đường vô nữa hả? Bỏ tí đường vô. Này chiên hồi mà nó bỏ lên chảo đó là nó nở bột ra, trụ nhìn hấp dẫn lắm.
mình là món chó chiên, món khoái khẩu của mình là nhỏ lớn. Mình là chú chiên với chè, mình thích ăn ngọt, béo béo. Chè thôi, hai ăn khoái ăn tin. Chè nói ra mấy các bạn tin không, mình quất là cả tô không đó, chè nha, chè gì cũng vậy. Đó. À, vậy là xong, có niêm không? Không, mình để cái này, bột sống đó. Rồi, chuẩn bị bắt chảo lên dầu lên, bắt đầu là chiên thôi. Xem chiên xèo xèo thơm, bắt đầu nó phùi ra, bạn nó nở ra, nhìn đẹp lắm, hấp dẫn nữa. Rồi, bây giờ Úc Thu quấy chuối ra chuẩn bị chiên nè các bạn. Giờ trời đang mưa rồi nè. Hôm ngày hôm nay mưa, trời chỗ mình hôm ngày cũng thường mưa lắm. Nhưng mà hôm qua hôm kia không có mưa, chuyển mưa âm u luôn mà không mưa, bữa nay mưa nè. Mưa nói chung cũng không lớn lắm mà trời gầm ghê quá bạn. Nãy mình mới thăm bảy gắn, đang thăm trời gầm sấm sét ghê quá, thôi tranh thủ chạy về. Trời mưa này mình đi thăm cũng được không sao cả, nhưng mà sợ nhất là sấm sét á. Cái ghê quá bạn, ô nó sấm chớp quá trời luôn. Mấy bữa trước đâu có đâu, bữa nay quá trời. À, bây giờ Úc Thu đang ép mấy chuối bạn, chuẩn bị chiên. Cái máy nửa trái mà phải không? Nè thay bột á, ngồi nó đậu được không? Ngồi nó đậu được không? À, bột Úc Thu làm đó. Nó kẹo kẹo vậy bạn, chiên mới được, lỏng quá là chiên không được. Sao nguội bay bay ta. Lần ép mà nửa trái bỏ vô mấy lần mấy trái vậy đó hả? Chiên lần hay là sao? Bữa nào lấy cái áo màu xanh kia xong rồi để tao lì xì cho mày mua thêm hai cái nữa thôi. Lì xì á, lì xì 100.000 thôi, ai biết mày mua giải mai sao mai. Mày lãnh lương tiền cái đống mà lo gì không biết nữa. Tầm gầy đó, bảy gắn thất thu quá, không có tiền. Mày mới lãnh lương mà xạo hoài. Mình phải ăn chú chiên đó mà. Chú chiên này, chú nướng mà nướng quắn ốp vô với nếp á, mình nướng á. Với chè. Chè là mình quất bằng cái tô. Mình thích ăn đồ ngọt chứ béo. Mà nhậu thì mình bó tay. Mà đó mà nhậu cũng được lắm, cũng dữ lắm à. Mình bỏ nhậu mười mấy năm nay à. Mình bị viêm son á, mà nhậu vô xíu là nhức cái đầu dữ lắm, chịu không nổi. Chú chiên là phải chiên chú sim. Này chiên hồi bỏ lên bắt đầu nó bột nó nở ra, nhìn đẹp hấp dẫn thơm lắm. À, bây giờ Úc Thu chuẩn bị bỏ lên nữa bạn, bỏ lên chiên. Trời đang mưa lâm râm luôn. Mưa giống mát. Mấy hai bữa nay trời chỉ mưa âm u, nóng nực quá trời. Nè, nó chạm. Cháo dầu này giờ nó sôi, ngùng ngục rồi nè. Giờ bỏ lên là vừa. Giờ bột nó nở ra nè bạn. Đó, giờ nhìn đẹp rồi, từ từ vàng lên rồi nha. Cái
Bếp mẹ mình thì mưa nhờ dột nước chảy xuống quá trời bên cái bếp cháu mình lủng to nè. Dịch mình hôm bị chó nó cắn hết con buồn dễ sợ. Rồi nghe mẹ mình nói hai con còn con nữa rồi nguy hiểm nữa rồi các bạn. Chó mấy cái giường ở sao á, giường của người ta nghe mà nó còn con à, rồi chắc nghi nữa rồi. Quả con chó mà nó ghê hồn luôn. Chó nào mà bạn ấy con chó nào mà nó cắn vịt cắn gà rồi tối ngày kiếm cắn gà vịt nó cắn không à. Người vịt mà mình dạy mình nấu con chuồng á hoài thì nó mà lâu lớn lắm nó đẹp mà thả ra là bị cắn đó. Nuôi đâu bị gì đâu, hang vịt đẻ bự mình đâu có gì đâu, nuôi cả năm trời. Chó dạng nó quen mà, cái giường lạ lắm, cái giường của người ta nó lại đây cũng xa lắm mà nó quen rồi, nó lại đây nó kiếm gà vịt nó cắn hoài. Hồi đó nhà mình nuôi hai con chó, mỗi lần nuôi con vậy đó, con mà nhà cưng lắm, văn tối văn mùng cho nó luôn á, sợ mũi chích á. Lúc đó mắc con ổng bả ngồi buồn hiu luôn. Sau này mua nuôi sinh con về nuôi nữa, nuôi lớn rồi cũng cưng ghê hồn luôn rồi bị tan cấp nữa. Ổng bả buồn hiu luôn. Đó, bây giờ bạn thấy không, nó vàng lên nè, nó phì lên nè. Nhìn đẹp không? Ủa. Xèo xèo liền thơm phức, cái bột này thơm thôi. Vậy là đẹp không? Bột này thơm phình lên, phình lên á, nhìn đẹp không? Đó, vàng cháy rồi, chuẩn bị chín rồi đó. Nó vàng vàng ngã màu xíu là chín rồi. Coi biết cháu cái bên cũng có công dụng ghê bộ. Này Út Thu lần đầu tiên chiên á. Này giờ mẹ mình bắt chiên không à. Bóng với chuối luôn. Vấn đề ngon hay không đó, không ngon tao chém mày bả xương rồi coi. Món này món yêu thích của tao đó, tao ăn là tao biết ngon hay không liền à. Ngon mà. Chưa ăn sao biết mẹ. Chuối nó ngọt luôn. Còn phải cũng ớt tí đường. Thắp vô là ngon. Đó, bây giờ nó phì ra bự ra. Không. Nở ra. Quay. Đó, giờ nó vàng nín rồi mà, chuẩn bị chín rồi đó. Ồ. Thơm quá, thơm quá. Chừng lửa ghiêu ghiêu cho nó, đừng lửa áp quá, áp quá nó. Này chậm lửa yêu yêu được rồi, đừng có lửa lớn quá mà. Ồ, tròn với chú nha. Nó. Tròn quay nha. Nó phì lên kìa. Vàng nhìn đẹp không? Nó rồi. Thơm quá, thơm quá, cái bột này nó có mùi thơm vậy á. Món này mình khoái ăn lắm. Nó với chè các bạn. Béo béo mà ngọt là mình khoái. Mình giờ thích ăn ngọt ngọt với béo. Ồ, giờ này, giờ này. Cận cảnh luôn nè. Vàng lên nó vàng nín lên đó. Khu vợ này nó nấu được nhiều món lắm nha. Hồi đó nấu được câu không biết nấu các bạn tin không. Hồi đó ông bả chứ sợ không à. Sợ gã nó sau này gia đình chồng được từng lễ gia đình chồng ra nó vốn ổng bãi nó bỏ xứ đi quá hay chừng nào gã nó bỏ xứ đi trốn á mà dạo này nhờ mình đó chứ. Em biết nấu đâu rồi.
Dịch mình như con sao nó kêu ông sượng bạn nghe. Dịch đâu rồi? Ba con mới hôm qua, ừ hên còn hai con kìa. Anh quay các bạn xem. Nó ngoài kia. Mày không thấy bị khuất à. Cái con bành kia của mình á bị mắc hôm miệng chó cắn. Buồn mới hôm qua khoe mấy bạn. Tối lại lụm thêm con nữa, chó. Mà quất lửa con bự quất mới ghê chứ. Chó khôn thiệt. Nè đó, bây giờ thấy không? Con vịt á giờ mẹ mình nó nhốt vô luôn rồi. Chiều là nhốt vô chuồng hết. Giờ dặn chó nó quen rồi các bạn. Nên nó cắn gà cắn vịt chứ quen. Con nhốt vô rồi cũng xong xà bông con cá lồng tông hai vịt mình luôn. Hai vịt mới que dễ thương quá trời luôn, ba con quá. Chó chó mà không biết chó của ai. Chó ai á. Đó, dễ dàng nín rồi các bạn. Đó, cái này chuẩn bị là ăn, chuẩn bị ăn được rồi đó. Ồ, nhìn thấy đẹp ghê không? Phì vậy không? Để coi. Ồ, gì? Chạy nước miếng liền. Mình món này món khoái cẩu của mình mà. Để qua đây cho nó ráo dầu đó. Đó, cái này chín thì mình bỏ qua cái gỗ cho nó ráo cái dầu. Bóng không? Đẹp. Đó. Không có bị sần xù. Bóng lưỡng à, nó không có sần xù. Rồi mình chiên như vậy là ngon rồi. Cái hồi mình ăn thử không ngon là chém Út Thu bả xương liền. Ngon rồi. Ngon. Nè các bạn thấy không? Đó, cái này là thành phẩm để người ngồi để hơi hơi nóng nóng ăn ngon lắm. Giờ nóng quá, mới gấp xuống nóng nóng. Ngoài đang mưa lâm râm lâm râm. Trời mưa lâm râm bong bóng bập bùng. Em đi lấy chồng anh ở với ai. Hả, cái chảo này, cái chảo Út Thu mới mua. Bị bà già nhằn. Đây cái này sáng nữa nè. Bị bà già cằn nhằn nói nhà chảo nhóc trơn rồi mà mua thêm. Nó mua nói này chảo chống dính gì á. Về hai vịt của mình gà tới đen. À, đây các bạn thấy không? Đó, hai con á. Con bự nhất là bị mắc à. Hôm chó cắn tèo rồi. Con bự á, nguồn đi chứ. Con bự đó là hai con bị cắn hết con. Xong rồi còn có một con à, bởi vì em thấy tội quá, nữa mua thêm hai con đó cho nó có bạn có bè à. Ai ngờ hôm nó dứt luôn con nữa rồi. Còn lại hai con nhỏ sau này mới mua. Rồi thêm vịt đẻ một bữa nữa. Đúng rồi, con chó này nó quen đặt rồi, nó mới vô ăn săn lùng hoài luôn. Vịt đẻ không phải còn có một con một. Hai vịt nó đẻ mấy bạn tin đẻ gần cả năm trời mà không ngưng luôn á. Vậy mà nó đành đạn nào nó quất hết một con, còn một con giống. Mong hai con này giờ mau mau lớn để cho nó vô nhập bầy chứ mình con kia có con vịt đẻ mình nó tội. Buồn. Buồn. Con mình buồn. Giờ Út Thu đang gấp ra nè. Nhìn quá hấp dẫn. Nó phì luôn, lắng ngò luôn các bạn. Chứ nó không có dạng như ấy. Ghi ghi à, nó lự luôn các bạn thấy không. Mà muốn đề thấy nhìn đẹp đó mà không biết ăn có ngon không à. Còn nóng lắm, mới gấp xuống là nóng, để hỏi ha. Các bạn thấy gì vậy? Mình quá nhất là gì mà ăn đó. Mình đã ăn dụng mày bị bắt gặp mày cái gì mà phải coi chừng tao, tao phải dìm hàng mày. Đó, bây giờ chín rồi nè các bạn. Không, vàng tươi luôn. Láng lừ ha. Nó không có gai gai, nó không có bột, kiểu bột không phải bột dụng á. Nhìn đẹp ghê không? Đây, gỗ nè. Đó, nguyên gỗ luôn. Sang bên nguyên một dĩa này luôn. Đây, rồi chuẩn bị chiến đấu thôi. Nhìn ngon quá các bạn ha, món lưỡng à. Mà không biết ngon hay không nha, món ngon là mình chém Út Thu bả xương à. Tại món này món khoái khẩu của mình mà. Ngon hay không là mình cắn miếng là mình biết liền à. Rồi chuẩn bị lên chiến đấu thôi.
Rồi, mời các bạn ăn chuối chiên cùng gia đình mình nha. Thử tay nghề Út Thu coi. Không ngon chứ mình bả xương. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn xem video vẻ nha. Hôm nay Út Thu làm chú chiên ngon quá.